91 Auto Hải Dương xin kính chào quý khách hàng. Vâng, rất vui khi lại được gặp lại quý khách hàng trong buổi review giới thiệu những chiếc xe mới về của 91 Auto Hải Dương. Ngày hôm nay thì em Việt lại giới thiệu với cả nhà mình một chiếc xe phân khúc hạng C, sedan hai đầu, form dáng dài rộng, chạy thì đầm chắc chắc chắn, bền bỉ mà lành xe. Mở giá tiền thì chỉ có loanh quanh 200 thôi các bác ạ, loanh quanh 200 thôi. Một sự lựa chọn quá hoàn hảo các bác ạ, một sự lựa chọn quá hoàn hảo. Trước mặt các bác nhà mình đây là một chiếc xe Chevrolet Cruze. Chevrolet Cruze được sản xuất vào năm 2010, số sàn, trang bị động cơ 1.6. Em đang chào bán với giá 215 triệu đồng. Chỉ với 215 triệu đồng thôi mà vẫn còn thương lượng cho các bác nhà mình một chiếc xe sedan hai đầu, form dáng thật đẹp, chạy thì đầm chắc chắc chắn, bền bỉ. Đó, đây là một sự lựa chọn không thể nào mà tốt hơn được nữa với tầm giá 200 các bác nhá, với tầm giá 200. Thì các bác nhà mình mà quan tâm hoặc là muốn sở hữu chiếc xe này rồi, em mời các bác về với Việt, về với em Việt. Em mời các bác về với em Việt tại 91 Auto Hải Dương, có một địa chỉ duy nhất, đó là lô 49.131, đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, để xem xe, test xe cũng như là chạy thử xe. Các bác nhà mình mà ở xa mà ngại di chuyển đi lại có thể alo cho em qua số online 0969 625 825. Em sẽ có chương trình ship xe toàn quốc, ship xe đến tận nhà cho các bác nhà mình xem xe, test xe cũng như là chạy thử xe tại nhà, được không ạ? Đó, sau đây em xin phép đi giới thiệu chi tiết nội ngoại trang thiết bị trên chiếc xe này cho các bác mình xem và tham khảo sau 12 năm nó còn được như thế nào. Vâng, phần đầu xe đây ạ, như các bác nhà mình có thể nhìn thấy, phần đầu xe thì logo và cản ca lăng cũng được mạ ốp chrome sang bóng. Xe trang bị cụm đèn pha là đèn halogen. Đó, cặp đèn pha đôi mắt của chiếc xe đây sau gần 13 năm sử dụng rồi mà nó còn trong vắt, không hiện tượng vẩn đục mờ ố theo năm tháng. Và xe cũng được trang bị cả đèn gầm. Đó, phân khúc hạng C sedan hai đầu mà tầm giá chỉ có loanh quanh 200. Thì không đi xe này thì đi xe nào ở các đại ca nhà mình? Đó, không đi xe này thì đi xe nào ạ? Đó, hai bên như nhau, cặp đèn pha này trong vắt, không hiện tượng vẩn đục mờ ố theo năm tháng. Form dáng thì cực đẹp, dài rộng, đầm chắc chắc chắn, rộng rãi, 5 chỗ ngồi. Mở tiền chỉ có 215 triệu đồng thôi, vẫn còn thương lượng cho các bác nhà mình. Về phần thân xe được trang bị 4 la răng đúc dạng đa chấu, trang bị cả phanh ABS chống bó cứng an toàn. Phanh ABS chống bó cứng an toàn. Xi nhan báo rẽ tích hợp trên thân xe này các bác này. Xi nhan báo rẽ tích hợp trên thân xe. Đó. Tay lắm cửa và lẹt chân kính cũng được mạ ốp chrome sang bóng. Đó, rất chi là sang trọng, 2 là 10. Đời tương đối các bác ạ, mà đẹp. Đó, 2 là 10. Với tầm tiền 200 thì đây là sự lựa chọn quá hoàn hảo. Gương kính chỉnh điện, gương kính chỉnh điện, tất cả các phím bấm các bác nhìn này vẫn còn sắc nét rõ ràng, không hề hiện tượng bong chóc hay mòn bóng, chứng tỏ chiếc xe bác chủ cũng là giữ gìn, quá là giữ gìn. Ghế da nguyên bản theo xe, ghế da nguyên bản theo xe, vô lăng ba chấu khỏe khoắn. Và vào trong xe đây ạ, vào trong xe thì vẫn được trang bị đầu đài nguyên bản theo xe này các bác này, đầu đài nguyên bản theo xe, rồi là sấy kính sửa kính này, điều hòa hai chiều này, đó, điều hòa hai chiều, củ số đây các bác này, đấy, củ số đẹp chưa, quá đẹp luôn củ số này, đấy, tất cả chi tiết đây, túi khí an toàn các bác này, đấy, túi khí an toàn này, tam lục tam ly đây, đó, một chiếc xe phải nói là quá ok, trong tầm giá 215 triệu, chân nỉ nguyên bản theo xe các bác nhá, chân nỉ nguyên bản theo xe, và chiếc xe này thì em cũng cam kết bằng văn bản cho các bác nhà mình luôn. Là không đâm xô, không tai lạn, không ngầm nước. Cột kèo keo chỉ đấy các bác này, cột kèo keo chỉ máy số zin. Và vấn đề thủ tục pháp lý thì em sẽ bao trọn đời cho các bác nhà mình. Thủ tục pháp lý em sẽ bao trọn đời cho các bác nhà mình. Một chiếc xe sau 12 năm, gần 13 năm sử dụng rồi, nhưng mà chất lượng xe thì phải nói là quá ok so với cùng đời, quá ok so với cùng đời các bác nhá. Mà tầm tiền chỉ có 215 triệu. Hàng ghế phía sau đây rộng rãi, 5 chỗ ngồi. Đó, lộ thất các bạn này rất là sạch sẽ, bác chủ cũ cũng rất là giữ gìn tỉ mỉ. Đấy, keo chỉ máy số thì còn zin. Đấy, keo chỉ máy số thì còn zin các bác nhá. Đó, xe quá ok trong tầm giá. Các bác nhà mình mà quan tâm đến mẫu xe này rồi, nhanh tay alo cho em Việt qua số online 0969 625 825 để được em Việt tư vấn và chốt giá tốt nhất, được không ạ? Đó các bác nhá. Và cốp này em sẽ mở điện, cốp này cũng mở điện các bác nhá. Đây, dòng Cruze này cốp mở điện này. Đó, các bác thấy chưa? Cốp mở chìa đấy, chìa điện đấy các bác ạ. Phần khuộng C
thì cốp phải nói là quá rộng rãi rồi. Cốp quá rộng rãi rồi các bác ạ. Đấy. Và đây, sơ cua sơ kiếc này các bác đây. Đấy, lốp sơ cua này. Kích này. Đó. Đầy đủ, không thiếu thứ gì. Và đến phần keo chỉ đi cốp này. Đấy. Zin hết các bác ạ. Sau gần 13 năm sử dụng rồi mà tình trạng của xe là zin hết, không có lỗi gì. Đấy, xe rất chi là đẹp. Tầm giá 215 triệu đồng thì đây là một sự lựa chọn quá hoàn hảo các bác nhá. Một sự lựa chọn quá hoàn hảo luôn. Đó, dài rộng, đầm chắc, form dáng trẻ trung, rất đẹp. Ghế da nguyên bản, nội thất đây. Đó. Tam lùi tam ni cánh cửa đây các bác này. Đấy, rồi là keo chỉ đây. Đó, ok chưa ạ? Đó, tầm tiền 215 triệu đồng thì đây là một sự lựa chọn quá hoàn hảo. Vâng, vừa rồi thì em Việt cũng đã đi giới thiệu tổng thành form dáng nội ngoại trang thiết bị trên chiếc xe Chevrolet Cruze sản xuất vào năm 2010, số sàn trang bị động cơ 1.6 này cho các bác mình xem và tham khảo rồi. Sau đây em xin phép đi quay lốt phần động cơ. Phần động cơ được ví như là trái tim của chiếc xe đây. Chiếc xe có khỏe mạnh hay không, có bền bỉ hay không thì cái phần động cơ này nó đánh giá lên đến 60-70% chất lượng. Thì em mời các bác nhà mình xem và đánh giá lốt cái phần động cơ này giúp em. Đó các bác nhá. Đấy, các bác nhìn đây, tất cả khoang động cơ đây sạch sẽ, sáng choang. Đấy, không hề hiện tượng gì dầu gì mỡ gì cả các bác nhá. Sau 12 năm sử dụng rồi, em sẽ quay chi tiết từ phần u giảm sóc bên người lái này. Đó, rồi đến phần tai đèn bên người lái cho các bác mình xem. Nếu một chiếc xe mà có bị tai nạn thì những phần chi tiết bên ngoài nó sẽ bị đầu tiên. Thì em sẽ quay từ ngoài vào trong cho các bác mình xem. Nếu phần ngoài không bị thì phần trong chắc chắn là sẽ không bị, đúng không ạ? Đó các bác nhá. Đây, u giảm sóc bên phụ đây. Đó. Bây giờ là những phần khoang động cơ, phần quan trọng nhất cho các bác mình đây ạ. Đó, sạch sẽ các bác này. Không hiện tượng gì dầu gì mỡ gì các bác nhá. Khô gioăng. Sau 12 năm, gần 13 năm sử dụng rồi. Và đây các bác này, tất cả đây. Đó. Máy zin các bác nhá. Máy zin. Máy zin. Đấy, cột kèo keo chỉ zin, không lỗi gì cả. Vâng, vừa rồi thì em Việt cũng đã đi review giới thiệu tổng thành form dáng trang thiết bị cũng như là khoang động cơ, rồi là từ những chi tiết nhỏ nhất của chiếc xe Chevrolet Cruze được sản xuất vào năm 2010, số sàn trang bị động cơ 1.6 này em đang chào bán với giá là 215 triệu đồng thôi. Các bác nhà mình đang xem video của em mà chưa đăng ký kênh, chưa follow kênh thì cho em xin một lượt đăng ký, một lượt follow để không bỏ lỡ những video chi tiết cụ thể mỗi khi em Việt có xe mới về, được không ạ? Cảm ơn các bác mình rất nhiều. Các bác xem video của em mà có phần nào mà em quay chưa được ưng ý thì các bác nhà mình hãy bình luận phản hồi lại dưới video giúp em, để em rút kinh nghiệm lần sau quay tốt hơn, phục vụ các bác nhà mình tốt hơn. Vâng, cảm ơn các bác mình rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.